Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin nóng mới được cập nhật trong ngày. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn từ 6 tháng trước. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn từ tháng 6 tòa án đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh từ ngày 19 tháng 6. Như vậy là hai nghệ sĩ đã chia tay nhau được gần 4 tháng. Tối ngày 7 tháng 10 tại lời trên báo Dinh thì đại diện của ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết chuyện ly hôn giữa Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là thật. Trước đó thì tòa án nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận giữa bà Lưu Thị Hương Giang 36 tuổi và ông Hồ Hoài Anh 39 tuổi. Hiện tại theo thông tin từ đại diện của Lưu Hương Giang thì nữ ca sĩ và Hồ Hoài Anh vẫn sống chung một nhà. Cả hai đã vượt qua sóng gió và vẫn bên nhau, người này nói. Trong khi đó thì nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết trên trang cá nhân: "Cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc, những hạnh phúc, những sóng gió, chúng tôi cũng không phải ngoại lệ và may mắn rằng chúng tôi đều đã vượt qua." Tôi muốn các bạn biết rằng tôi và Giang chưa bao giờ giấu giếm điều gì với khán giả và những người yêu mến mình. Quan trọng nhất là giờ này chúng tôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau, trong niềm tin tưởng và yêu thương của tất cả những người thân yêu, nhạc sĩ bày tỏ. Dinh cũng đặt ra câu hỏi cho đại diện của ca sĩ Lưu Hương Giang. Về mặt pháp lý thì Lưu Hương Giang và Hồ Anh đã ly hôn, do vậy không còn là vợ chồng. Vậy thì cả hai có ý định tái hôn hay không? Đại diện của giọng ca Cải Bắp nói, chuyện này thì chưa biết, Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang vào năm 2009. Sau 4 năm tìm hiểu, cả hai từng được ví là cặp đôi vàng của làng nhạc Việt và có hai con chung. Thời gian gần đây cả hai vẫn đang ảnh tình cảm trên mạng xã hội và cùng tham gia một số sự kiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau